Tin bóng đá tối ngày 11 tháng 11, Paraguay cấm cổ động viên mặc áo Messi. Trận đấu giữa chủ nhà Paraguay và Argentina diễn ra vào ngày 14 tháng 11. Để đảm bảo lợi thế sân nhà, Paraguay quyết định không cho phép các cổ động viên mang áo thi đấu của đội khách vào sân, đặc biệt là những chiếc áo với dòng chữ Messi 10. Fernando Villas-Boas, thành viên cấp cao thuộc Liên đoàn bóng đá Paraguay cho biết: "Đã có cảnh báo rằng trong ngày diễn ra trận đấu, chúng tôi sẽ không cho phép cổ động viên vào sân với áo đấu không phải là của Paraguay. Họ có thể mặc những chiếc áo trung lập nhưng không phải của đối thủ." Ông Villas-Boas cũng cho biết bản thân rất tôn trọng sự nghiệp và tất cả các cầu thủ có mặt trong trận đấu này. "Chỉ đơn giản là lợi thế sân nhà là điều quan trọng đối với chúng tôi," thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Paraguay nhấn mạnh. Đây không phải lần đầu tiên Paraguay thực hiện các biện pháp như vậy. Họ áp dụng quy định tương tự khi đối đầu với Brazil vào ngày 10 tháng 9. Nhưng quy định này được duy trì trong các trận đấu với Chile và Colombia vào tháng 3 năm 2025. Ronaldo khuyên một điều với Amorim khi về MU. Ruben Amorim sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng mới của MU và Cristiano Ronaldo đã chỉ ra những gì người đồng hương của mình cần phải làm tại câu lạc bộ cũ. Amorim đã kiếp đồng với MU đến năm 2017 và trận đấu đầu tiên của ông sẽ là sau kỳ FIFA Day tới khi Quỷ Đỏ làm khách trên sân của Ipswich Town. Phát biểu gần đây với cựu đồng đội Rio Ferdinand trên podcast của mình, Ronaldo đã nói rằng bất kỳ huấn luyện viên nào của MU cũng phải có tham vọng lớn và đưa ra thông điệp rằng họ đang tìm cách cạnh tranh cho Premier League và Champions League, bất kể điều đó có thể không thực tế chút nào. Ronaldo nói, MU cần phải xây dựng lại mọi thứ. Theo ý kiến của tôi, huấn luyện viên nói rằng không thể cạnh tranh để giành chiến thắng trong Premier League và Champions League. Bạn không thể nói, nếu bạn là một huấn luyện viên của MU, rằng bạn không chiến đấu để giành chiến thắng trong Premier League hoặc Champions League. Bạn phải tự nhủ, nghe này, có thể chúng ta không có tiềm năng đó, nhưng bạn không thể nói điều đó. Bạn phải cố gắng. Định ngày Amorim chốt tương lai Van Nistelrooy. Đêm qua, Van Nistelrooy và Ruben Amorim đồng loạt có trận đấu chia tay đội bóng của mình. Với cựu danh thủ người Hà Lan, ông sẽ kết thúc vai trò huấn luyện viên tạm quyền và có khả năng trở lại với vai trò trợ lý, trong khi Amorim sẽ cập bến Old Trafford và bắt đầu triều đại của mình. Sau chiến thắng giàu cảm xúc 4-2 trước Braga, huấn luyện viên Amorim xác nhận: "Ruud van Nistelrooy là huyền thoại của câu lạc bộ. Ông ấy đã làm rất tốt công việc. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy vào ngày mai và giải thích tất cả với các bạn, giới truyền thông. Tôi rất rõ ràng quan điểm và sẽ chia sẻ điều đó. Hãy chờ tới ngày mai." Theo kế hoạch, huấn luyện viên sinh năm 1985 sẽ cập bến Man United trong hôm nay để bắt đầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, thông tin từ Telegraph cho biết điều này sẽ bị trì hoãn ít hôm vì vấn đề visa. Dự kiến, vấn đề của Amorim sẽ được giải quyết nhanh chóng trong vòng 5 ngày làm việc. Tương lai của Van Nistelrooy vẫn còn bỏ ngỏ, bởi dù ông tỏ rõ nguyện vọng gắn bó với đội bóng trong vai trò trợ lý, nhưng ekip huấn luyện dày đặc của Amorim có thể không còn chỗ cho Van Nistelrooy. Lý do Real từ chối Ramos. Trước tình trạng khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ, Real Madrid đưa ra quyết định quan trọng về việc tìm kiếm trung vệ mới. AS cho hay, Los Blancos bác bỏ ý tưởng tái hợp với cựu đội trưởng Sergio Ramos. Thay vào đó, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang nhắm đến Emerick Laporte của Anas. Quyết định này được đưa ra sau khi Eder Militao dính chấn thương dây chằng trong trận thắng Osasuna 4-0. Với thời gian dự kiến phải nghỉ thi đấu lên đến 9 tháng, Real Madrid buộc phải tìm kiếm phương án thay thế cho trung vệ người Brazil. Mặc dù cựu danh thủ Cuti đề xuất việc chiêu mộ Ramos, người đang là cầu thủ tự do, ban lãnh đạo Real Madrid đã loại bỏ khả năng này. Theo Marca, câu lạc bộ có những lo ngại về thể trạng của cựu đội trưởng ở tuổi 38, đặc biệt khi anh chưa thi đấu trận nào kể từ khi rời Sevilla vào cuối mùa giải trước. Ngoài ra, khi Ramos rời Real Madrid 3 năm trước, mối quan hệ của anh với Perez cũng đổ vỡ hoàn toàn. Nội bộ Real dậy sóng. Những ca chấn thương liên tiếp ở Real Madrid khiến cho ban lãnh đạo đội bóng phải nhìn nhận lại cách huấn luyện. Relevo cho biết, vai trò của huấn luyện viên thể lực Antonio Pintus đang bị đem ra mổ xẻ tại sân Bernabeu. Nhiều cầu thủ cảm thấy mất niềm tin vào chuyên gia người Italia. Họ cho rằng các phương pháp huấn luyện của ông Pintus không còn phù hợp với tình hình ở câu lạc bộ hiện tại. Đây là nguyên nhân chính khiến cho Real Madrid gặp quá nhiều chấn thương trong mùa giải này. Los Blancos vừa đón nhận ca chấn thương thứ 25 kể từ đầu mùa giải 2024-2025. Áp lực đang gia tăng với huấn luyện viên Pintus do tình trạng chấn thương nghiêm trọng của đội bóng. Hiện tại, Real Madrid chưa có dấu hiệu sẽ chia tay huấn luyện viên thể lực người Italia. Tuy nhiên, Relevo cho biết, ban lãnh đạo câu lạc bộ sẽ xem xét kỹ lưỡng về vấn đề nhân sự. Real kỳ vọng các cầu thủ sẽ nhanh chóng hồi phục để trở lại thi đấu, dù đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. De Jong lại gặp ác mộng chấn thương. Vòng 13 La Liga rạng sáng ngày 11 tháng 11, trong trận thua 0-1 của Barca trước Sociedad, Frenkie de Jong lần đầu tiên có tên trong đội hình xuất phát kể từ khi dính chấn thương trong trận El Clasico ở mùa giải trước. Tuy nhiên, de Jong đã bị thay ra ngay đầu hiệp 2 sau khi gặp vấn đề ở mặt cá chân. Thông tin này khiến cho ban lãnh đạo Barca lo lắng. Trong hơn một năm qua, de Jong liên tục phải đối mặt với nhiều chấn thương khác nhau. Vấn đề nghiêm trọng nhất mà cựu ngôi sao Ajax gặp phải là tổn thất ở mặt cá chân sau pha va chạm với Federico Valverde của Real Madrid trong trận El Clasico hồi tháng 4. Tình trạng này kéo dài dài dằng, khiến De Jong chưa thể bình phục hoàn toàn cho đến tận tháng 9
làm dấy lên lo ngại về việc anh có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn. Mãi đến đầu tháng 10, De Jong mới dần hồi phục và có thể trở lại sân cỏ từ băng ghế dự bị trong các trận đấu với Young Boys và Alaves. Haaland bị chê lười pressing. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink của Chelsea phân tích: "Lối đá pressing của Man City từng rất hiệu quả. Tôi không biết liệu các đội bóng khác đã trở nên tốt hơn hay bản thân Man City đang sa sút. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai, bởi vì họ có Haaland. Cậu ấy không tham gia pressing nhiều như trước, ngay cả khi đang dẫn đầu bảng và có chuỗi trận bất bại. Tôi không nghĩ Man City mạnh mẽ như trước đây." Haaland vẫn dẫn đầu danh sách vua Premier League mùa này với 12 bàn thắng. Phong độ gần đây của tiền đạo người Na Uy vẫn khá tốt. Hồi đầu mùa này, huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá cao tầm hoạt động của cậu học trò: "Tôi rất thích mỗi khi Haaland di chuyển liên tục, cậu ấy pressing như một con quái vật. Điều đó giúp chúng tôi có thêm bàn thắng. Hãy tưởng tượng hậu vệ đối thủ đang giữ bóng và phía trước là một Haaland đang tăng tốc hướng về mình. Điều đó thật đáng sợ." Manchester United chính thức giao bán Lindelof. Theo Daily Mail, Victor Lindelof khả năng cao sẽ chia tay Manchester United để chuyển sang đầu quân cho Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tháng 1 năm 2025. Trung vệ người Thụy Điển được cho là không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Ruben Amorim. Sự xuất hiện của những tân binh chất lượng cùng sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ trẻ khiến cho cơ hội ra sân của Lindelof ngày càng hạn hẹp. Mặc dù vẫn còn hợp đồng với Quỷ Đỏ, nhưng Lindelof quyết định ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Điểm đến của anh là Fenerbahce, nơi cựu huấn luyện viên Man United Jose Mourinho đang dẫn dắt. Người đặc biệt được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của Lindelof và tin rằng anh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây không phải lần đầu tiên Mourinho bày tỏ sự quan tâm tới Lindelof. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng muốn đưa anh về Tottenham Hotspur trong thời gian dẫn dắt đội bóng này. Lần thứ hai chạm tướng, Roma tính bổ nhiệm Mancini. Tối ngày 10 tháng 11, ở trận đấu thuộc vòng 12 Serie A, AS Roma đã gây thất vọng khi để thua Bồ Đào Nha với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà Olympico. Thất bại này là giọt nước tràn ly, buộc bầy sói phải sa thải huấn luyện viên Ivan Juric. Thông báo sa thải huấn luyện viên Juric đã được Roma gấp rút đăng tải trên trang chủ sau trận đấu thua Bologna. Đây là lần thứ hai AS Roma sa thải huấn luyện viên ở mùa giải này. Trước đó, đội bóng thủ đô Italia đã chấm dứt hợp đồng với Daniele De Rossi vào ngày 18 tháng 9. Thời điểm ấy, đội bóng áo Ba Châu không thắng 4 vòng mở màn Serie A, hòa 3, thua 1. Theo truyền thông Italia, sau khi sa thải Ivan Juric, Roma tính bổ nhiệm huấn luyện viên Roberto Mancini, người mới bị đội tuyển Saudi Arabia chấm dứt hợp đồng hồi cuối tháng 10 vừa qua. Theo Sky Sport Italia, khi được hỏi về khả năng tiếp quản ghế nóng Olympico, huấn luyện viên Roberto Mancini tỏ ra khá hào hứng. Ông sẵn sàng trở lại Serie A làm việc sau nhiều năm xa cách. Lần gần nhất Mancini dẫn dắt một câu lạc bộ Serie A là giai đoạn 2014 đến 2016, Inter Milan.